chào các bác. Cơ sở chuyên cung cấp dụng cụ bonsai, dụng cụ làm cây cảnh, làm vườn. Thì rất nhiều những cái video em đưa những cái dụng cụ làm vườn. Thì hôm nay một cái video ngắn về những cái sản phẩm mà bên em vẫn cung cấp đều, nhưng mà rất ít khi em đưa lên. Thì do cái nhu cầu phục vụ các bác là các bác hỏi rất chi là nhiều, thì từ giờ em sẽ đưa lên đều để tiện là phục vụ các bác trong cái việc trồng cây, làm vườn, làm bonsai cây cảnh. Thì như các bác nhìn đây là một cái lọ cứt dễ, mà chắc là các bác làm vườn, làm bonsai cây cảnh chắc bác nào cũng đang rất là cần. Đấy, thì với cái sản phẩm của bên em cung cấp rồi các bác, thì lúc nào cũng là hãng chuẩn nhất thì em mới cung cấp nhá. Cái này là của Sinh Hóa Lông Phú Lâm này. Đấy, cái dòng này của Việt Nam nhá, kích dễ nhá, L3M đây. Phân bón lá này, tiếp sức cho cây trồng. Thì với những cái lọ này thì khi các bác mua về nhá, nó sẽ còn nguyên đai, nguyên tem đây. Cái này là để chống ẩm này các bác này. Đấy. Một lọ này nó là 500g nhá, lọ 500g, in luôn trên bao bì đây này các bác này. Bởi vì trong thời gian vừa rồi ý, thì các bác ủng hộ em những cái dụng cụ rất chi là nhiều, cũng nhiều bác là hỏi đến những cái sản phẩm như là kích rễ, keo, rồi những cái gói truyền dịch cây ý. Thì hôm nay đã tụ tập đủ đây nhá, để các bác mua kìm, mua kéo, mua dụng cụ làm vườn, làm bonsai thì các bác có thể mua cùng luôn. Với những cái sản phẩm này thì giá nó cũng rất chi là hợp lý thôi. Đấy, và đây là cái lọ kích rễ nhá. Và tiếp theo là keo liền sẹo. Keo liền sẹo thì như các bác nhìn thì đây là cái keo liền sẹo của Mỹ Tiến này. Một cái dòng keo mà các bác thì mình chủ yếu là dùng loại này. Đây là keo Mỹ Tiến nhá. Mỹ Tiến thì em có 3 loại, các bác chọn loại nào thì em sẽ gửi đúng loại đấy. Đây là cái lọ Mỹ Tiến đen, lọ Mỹ Tiến nhỏ. Còn đây là hai cái lọ Mỹ Tiến xanh nhá. Công dụng của nó thì cũng tốt ngang nhau. Đấy, các bác mà muốn chọn cái mẫu nào thì alo với bên em. Cái này thì nhà sản xuất này. Đây các bác này, có thông số và nhà sản xuất hết ở trên bao bì nhá. Những cái hãng này là đều của Việt Nam sản xuất. Hàng rất là chuẩn, bởi vì em thấy các bác sử dụng loại này là phổ thông rất nhiều. Đấy, và tiếp theo là cái 3M. Cái dòng nói luôn để các bác tiện chọn này. Cái dòng Mỹ Tiến này là keo liền sẹo nhá. Đây là keo liền sẹo, tất cả Mỹ Tiến đây, chỗ này là keo liền sẹo hết này. Còn tiếp theo đó là cái kích rễ dành cho các bác mà dòng hoa hồng, hoa giấy, ươm cây. Thì đây là cái L3M của cái dòng mà các bác làm hoa rất nhiều, nên dĩ nhiên thì các bác làm bằng cây cảnh thì các bác cũng vẫn làm một cái loại này. Nhưng cái lọ này là lọ nhỏ, thường thì các bác là chiết hoa hồng này, chiết hoa giấy này, những cái cây cảnh nhỏ đấy ạ. Thì các bác sử dụng cái này rất chi là mạnh mà tốt nhá, kích rễ này. Đấy. Với những cái dòng như thế này thì các bác cũng sử dụng và chiết cây được, nhưng mà cái dòng này thì em thấy các bác dùng để sử dụng chiết cây nhiều hơn. Nó sẽ kích thích cái thân các bác, thân cây các bác chiết ấy, nó sẽ mau ra rễ hơn nhá. Đây là L3M, phân bón lá này, ra rễ cực mạnh này. Cái này thì Sinh Hóa Phú Lâm, Phú Lâm nhá. Phú Lâm thì em có cả keo liền sẹo và kích rễ. Đấy, rất tiện cho các bác mà khi đặt những cái sản phẩm của bên em thì bên em đã có đủ bộ rồi. Các bác cần cái gì thì cứ alo. Đấy nhá, tất cả những cái sản phẩm đầy đủ thì hôm nay đã có. Và tiếp theo là cái gói truyền dịch cho cây đây. Cái này thì các bác mà khi mới đi đánh những cái cây cảnh to về thì em thấy các bác dùng những cái loại này. Các bác truyền. Sẽ một cái video thì em sẽ đưa cái hình ảnh truyền dịch cây lên để cho các bác được tham khảo nhé. Cái này nó sẽ tiếp sức cho cây rất chi là tốt này. Một cái gói này của nó là trọng lượng của nó là, để em xem cái lít của nó ở đâu. Cái này của nó rất nhiều nhá. Một cái video sau em sẽ cụ thể hơn. Đấy, cái dòng này là một gói to nhá. Thì với tất cả những cái dòng này thì bên em ship COD toàn quốc. Các bác ở đâu thì cứ liên hệ trực tiếp, em sẽ gửi đến tận tay các bác với những cái dòng sản phẩm tốt nhất nhé. Cái này nó có hai loại này, một loại màu xanh và một loại màu vàng, rất thích hợp để các bác làm cây cảnh, cây công trình này. Đấy là những cái dòng này. Hãy liên hệ trực tiếp với bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295 nhé.
Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm. Mỗi một cái gói truyền dịch thì sẽ đi theo dây như thế này, đủ bộ. Để về các bác chỉ việc lắp vào là truyền thôi. Đấy. Đây là một cơ sở cung cấp dụng cụ bonsai, dụng cụ công lâm nghiệp đầy đủ. Thì các bác hãy liên hệ tới bên em nhé, hoặc kết bạn Zalo với em để xem tất cả những cái sản phẩm trước khi đặt hàng. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.